Nhà dinh dưỡng học người Mỹ nổi tiếng, tiến sĩ Edward Howell đã tuyên bố, khi con người tiêu hào hết tất cả enzyme trong cơ thể, thì tuổi thọ sẽ kết thúc. Enzyme được gọi là căn nguyên của cuộc sống, là nguồn gốc của sinh mệnh. Một phần 100 triệu hạt protein là các enzyme mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây chính là những enzyme cần thiết cho sức khỏe chúng ta. Hiệu quả của enzyme chúng ta đã thực sự biết rõ. Nếu cơ thể là một bóng đèn, thì enzyme chính là các dòng điện, Càng lớn tuổi thì lượng enzyme bên trong cơ thể chúng ta cũng mất dần. Độ tuổi 20, 40, 60, 80. Nào hãy thử tưởng thử.